Phật Mẹ Quan Âm phù hộ cho bà con sớm làng được bình an, phù hộ cho bà con đến đây mạnh tay phải chân, cầu gì được đó. Mẹ Nam Hải, thành phố Bạc Liêu, và đây là mé biển Mẹ Nam Hải. Được, cho nó dậy nó nữa đi. Để cho mẹ đóng cho mẹ không có đổ gì. Dạ, Thiên Nhân Quốc Phương mến chào quý bà con. Dạ, hôm nay đầu tháng 10, mùng 1 tháng 10 âm lịch. Dạ, Thiên Nhân đến Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu. Dạ, đây là thành phố Bạc Liêu. Trời ơi, bà con nhìn thấy cả tàu biển đậu kìa, tàu đánh cá đậu lớp lớp hàng hà luôn, quá chừng luôn rồi. Dạ, Thiên Nhân Quốc Phương mến chào quý bà con. Dạ, hôm nay Thiên Nhân Bốn Phương mời bà con cùng Thiên Nhân Bốn Phương đến biển Mẹ Nam Hải. Hướng này là ngay chỗ Mẹ Nam Hải, tượng Mẹ Nam Hải đứng ở phía trước. Dạ, Nhân đang đứng lên trên cầu này, Nhân quay ngay chỗ này cho quý vị và bà con sẽ gần cùng xem. Hướng này là nhà mát nè. Đó. Dạ, mình ra tới đây cái khung cảnh nhìn thấy nó dịu dàng liền ha, gió mát luôn. Ờ, gió dữ lắm bà con. Bây giờ là Nhân mời quý bà con cùng Nhân vào Phật Đài Quan Âm Mẹ Nam Hải. Bồ câu à. Rồi bây giờ mình vô đây mình gửi xe xong rồi. Đó. Mình gửi xe đó, xe mình đậu ngay chỗ con bồ câu mới vừa bò ngang qua. Thiên Nhân mến chào quý bà con. Dạ, rất vui được gặp lại quý bà con trên kênh YouTube của Thiên Nhân. Dạ, hôm nay Thiên Nhân xin kính mời quý bà con cùng Thiên Nhân đầu tháng 10 nè. Dạ, Thiên Nhân đến Mẹ Nam Hải, thành phố Bạc Liêu. Và đây là mé biển Mẹ Nam Hải. Ở đây thì mình vừa bước vào đây thì hôm nay mình thấy ít người. Ít người vì nắng tầm hôm nay là ngày 12 mùng 1 tháng 10 âm lịch. Dạ, bây giờ là 12 giờ trưa luôn rồi. Đúng ngay trân giờ ngọ luôn ha. Dạ, Thiên Nhân kính mời quý bà con cùng Thiên Nhân vào Mẹ Nam Hải để mình lễ Phật ha. Đây quý bà con, dạ, đây là tượng của Mẹ Nam Hải nè, ở thành phố Bạc Liêu. Dạ, hôm nay Nhân đến đây thì tầm 12 giờ trưa luôn rồi. 12 giờ trưa, ôi nắng chang chang luôn bà con ơi. À, bên đây là chùa ông. Nắng vắng, vắng cũng khá là vắng. Nóng quá. Rồi, đây thì mình tới đây mình thấy nè, có người cũng khá khá đến đây để cúng. Hôm nay mình đem hôm nay mình cúng đi. Yeah.
Quá trời nắng luôn rồi bà con ơi. Chưa để ra chưa? Ở chưa hết nha, coi đàn cây nè. Cầm bỏ này vô, bỏ này vô trong cái vỏ. À, bữa nay mình quên cái vụ mà quên cái vụ cái hạt quẹt nữa ha. Ở đây đây đây, bên đây có, bên đây đây, ở đây là cái chỗ đốt nhang, ở đây là cái chỗ này, chỗ mình đốt nhang luôn nè bà con. Đó. Đây là đốt nhang nè. Đó, có cái chỗ đốt nhang luôn ha. Dạ đây thì hôm nay mình đến đây thì quá trời nắng luôn bà con, thì mình thấy giờ này vắng lắm, vắng bà con đến viếng mẹ Nam Hải. Mười hai giờ mấy gần 1 giờ buổi trưa, nắng rất là gắt luôn. Dạ đây phía sau này là phía sau hậu viên của Phật Đài Quan Âm. Và chúng ta đi thẳng ở đây luôn, đi ra ngoài biển luôn rồi. Dạ. Hôm nay mình thấy bà con đến đây cũng ít. A Di Đà Phật. Cầu xin bà Phật Mẹ Quan Âm phù hộ cho bà con sớm làng được bình an, phù hộ cho bà con đến đây mạnh tay phải chân, cầu gì được đó. Ở bên đây là đền thờ, mình vô đó thì có mấy vị Phật, bên đây cũng có mấy vị Phật La Hán nữa. Bên đây là như là có mấy vị Phật Mục Kiền Liên tìm mẹ. Rồi ở bên đây thì Xá Lợi Phật. Chụp hình lấy liền của bác ơi. Mình vô đây hôm nay mình xin cập nhật mới nhất ở Phật Đài Quan Âm. Yeah, có cái Bồ Tát Quan Âm rất nhiệm màu, trí bi viên mãn, hành thâm sâu,
ứng thân quá độ hằng xa chúng, vượt thoát ra ngoài cảnh khổ đau. A Di Đà Phật. Nắng quá bà con ơi, nắng dữ dội lắm. Ở đây thì có mấy cái chỗ mà mình để dành mình đốt nhang đó. Rồi bà con tới đây cái mình vô đây mình đốt nhang. Nắng quá rồi bà con đến đây cũng giảm buổi trưa đó. Buổi trưa quá trời nắng đốt nhang vậy. Bây giờ là mình xin dừng đoạn video ở đây. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo ở ngay Phật Đài. Giờ hôm nay quá nắng luôn, mình ghi hình bà con ít lắm, bà con ít đến đây vì trời nắng quá đó bà con. Bù qua bùa con bù câu cho bà về tới nhà, về tới nhà về ăn chơi cho nó vui. Vô cho nó về tới nữa đi, để cho mẹ đóng cho mẹ bữa nay đủ rồi. Rồi được rồi, chia bên đây nữa đi, chia cho chú bên đây nữa. Đủ rồi nha. Ừ, bên đó đủ rồi đó, ăn đi. Dạ, mùa câu. Mùa câu và đoạn video đến đây và nhân sinh tạm dừng. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo và kính chúc cho tất cả quý bà con xa gần nhiều sức khỏe. Và cũng xin kính chúc cho bà con đến Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu được nhiều sức khỏe. Và cầu xin gì được đó. Ngồi Quan Âm Phật Đài đang mình đứng trong này, mình giờ mình đi ra mình lấy xe. Đây, mình đi xe gắn máy nè. Đây mình đi từ ở Hậu Giang mình đi xuống đây cũng mấy tiếng đồng hồ đó bà con ơi. Rồi thôi, mình cũng xin tạm dừng video đây bà con ha. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo bà con ơi. Rồi, nhân về. Nhưng ngược về Hậu Giang thì tầm khoảng chừng 3 tiếng, ngoài 3 tiếng. Rồi xin chào bà con nha, hẹn gặp lại. Chưa biết,
này không biết chắc giữ 2-3 ngàn hay gì đó, không biết có quên rồi thì lấy sẵn đi.